Câu số 41. Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch COS4? Uầy, dễ. Không ạ. Từ không ạ. Những cháu nào có cuốn 2000 câu của chúng mình rồi thì ngon lành những câu này. Đúng không? À, mình có này. À, thì đồng thì nó muốn tác dụng được với COS4 thì nó phải là kim loại mạnh hơn đồng. Đúng chưa? Vậy là à, kim loại mạnh đẩy kim loại yếu hơn ra khỏi mũi của nó. Vậy là nhôm mạnh hơn này, sắt mạnh hơn này, magie mạnh hơn này. Vậy không tác dụng với thì chắc chắn là bạc. Ok. Câu 42. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? Câu nào sau đây là kim loại kiềm? À, kim loại kiềm là gì ạ? Lâu nay không rảnh chơi phây ạ. Lâu nay không rảnh chơi phây ạ. Lâu nay không rảnh chơi phây. Vậy thì kim loại kiềm là gì ạ? Natri. Nếu chúng mình nhớ không nhầm thì câu này chúng mình có rất nhiều trong cuốn 2000 câu của chúng mình. Đấy, thế nên là sau khi mà nhìn thấy đề này rất nhiều bạn bảo là ui toàn có ở trong sách với trong đề chúng mình hết. Câu 43. Khí X sinh ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch. Khí X sinh ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch ạ. Ok. Rất độc và gây ô nhiễm môi trường. Ui. Ui. Khí X là ui. Dễ không? Câu này làm hàng tỷ lần rồi. Đứa nào theo dõi cái chuỗi live stream vào tối thứ hai hàng tuần liên tục có luôn những câu như này nhá. Đốt nhiên liệu hóa thạch, nhiên liệu hóa thạch là carbon đấy ạ. Rất độc, chú ý rất độc, có khả năng là gây gì ạ? Gây kết tủa hồng cầu, gây ô nhiễm môi trường, nó là gì ạ? Carbon monoxide. Đáp án đúng đáp án A nhé. Đừng đứa nào chọn hydro, đừng chọn NH3, chọn nitơ nhé. Đừng nào chọn đấy. Câu 44 ạ. Thủy phân este thu được ancol có công thức là thủy phân este. Uầy. Cái này dễ ợt đúng không? CH3, CH2, COOH và CH3OH. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án. Đáp án gì ạ? Đáp án à. Câu 45. Ở nhiệt độ thường kim loại sắt không phản ứng với dung dịch nào sau đây? Nhiệt độ thường nhá. Nhiệt độ thường. Được chưa? Ở nhiệt độ thường thì kim loại sắt không phản ứng với dung dịch nào sau đây? Thế thì ở nhiệt độ thường này thì sắt tác dụng HCl tạo thành FeCl2. Đúng không ạ? Sắt tác dụng được với lại COS4 để tạo thành FeS4 cộng Cu. Sắt tác dụng với AgNO3 để tạo thành FeNO3 hai lần cộng bạc. Cái này chúng mình có rất nhiều trong các cuốn sách chúng mình. Cuốn 2000 là nhiều nhất, câu này gặp đi gặp lại 3 4 5 lần. Sách đề cũng vào đây. Vậy là không là A, không ăn được là NO3. Câu 46. Câu 46. Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím ẩm? Đấy, phần tổng ôn chúng mình ôn rất kỹ lại phần làm xanh quỳ tím ẩm nhá. Rất kỹ luôn. Làm xanh quỳ tím thì nó phải là bazơ. Metanol CH3OH, cái này lớp 11 này, không thuộc là toang này. Thằng này ancol không làm đổi màu quỳ tím. Glycerol C3H5OH 3 lần. Thằng này cũng không làm đổi màu quỳ tím, lớp 11 không học là toang này. Học chúng mình từ lớp 11 thì mới làm được. Axit acetic làm thành màu đỏ cơ à. Không học cái này là ngu này. Vứt đi. Metinamin lớp 12 CH3 NH2. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D, metinamin. Ok. Câu số 47. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính? 47. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính? Tính lưỡng tính nhá. Lưỡng tính. Uầy, tổng ôn chúng mình mới dạy xong. Tổng ôn ơi, tổng ôn đâu rồi? Tổng ôn chúng mình mới dạy xong này. Năm hydroxit lưỡng tính, như chúng mình thề với các cháu năm nay có thi chỉ thi mỗi thằng này. Chỉ thi mỗi thằng này. Mỗi thằng này là lưỡng tính ạ. ALOH 3 lần. Nhá, đáp án đúng đáp án C. Câu 48, sắt có số hóa dương 3. Sắt có số oxy hóa dương 3 trong hợp chất nào sau đây? Ủa. Dương 2 này, dương 2 này, dương 3 này, dương 2 này. À vậy là dương 3 là trong nào? C. Ngon lành cành đào. Húp cái xoạt phát là xong. 49. Chất nào sau đây có phản ứng trùng hợp? Cái này phải sử dụng đến sách hữu cơ của chú Bình mới làm được ạ. Cái này mà không có cuốn hữu cơ chú Bình là toang ạ. Đứa nào hôm nọ mà coi cái vụ mà like và về polymer của chúng mình là làm được cái này. Ethylene này. Đây, ethylene này xe thai đôi đôi. Xe thai. Trùng hợp. Nhiệt độ. Áp suất. Xúc tác. Để tạo thành CH2. CH2. Tất cả N lần. Ok. Đây là trùng hợp còn gì nữa ạ? Đây là trùng hợp các cháu ạ. Đáp án đúng đáp án A. À.
ethylene. Ok. 50. Phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm? Phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm? Nhiệt nhôm là phản ứng của anh nhôm mà tác dụng với lại gì ạ? Oxit kim loại bất kỳ. Được chưa? Đây là nhôm tác dụng với NaOH, không phải nhiệt nhôm ạ. Nhôm tác dụng với CuS4, không phải nhiệt nhôm ạ. Nhôm tác dụng với H24, không phải nhiệt nhôm ạ. Mà nhiệt nhôm là gì ạ? FeO cộng với lại nhôm để tạo thành Fe cộng Al2O3. Đáp án đúng đáp án A. Ủa, dễ thế. 10 câu 2,5 điểm rồi. Qua liệt rồi các cháu ạ. Sống rồi. Câu 51. Số nguyên tử carbon trong phân tử glucose là? Số nguyên tử carbon trong phân tử glucose. Vậy mình chỉ cần nhớ cái công thức phân tử glucose là xong đúng không? Glucose là gì ạ? C6H12O6. C6H12O6. Vậy bao nhiêu ạ? 6 nguyên tử carbon. Đáp án đúng đáp án C. 6 nguyên tử carbon. Câu 52. Ở nhiệt độ thường, kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư? Ở nhiệt độ thường, kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư? Đồng không tan hết trong nước, sắt không, nhôm không, bari là tan trong nước dư. Đáp án đúng đáp án A. Câu 53. Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước cứng, nước có tính cứng tạm thời? Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước có tính cứng tạm thời? Đây, nước có tính cứng tạm thời. Uầy, dễ ợt nhá, dễ ợt. Nước có tính cứng tạm thời là gì ạ? Là nó chứa gì ạ? Ca2 cộng, Mag2 cộng và anh HCO3 trừ. Nhiệm vụ của nó là phải làm sao để cho kết tủa hết canxi2 cộng và Mag2 cộng. Ok, vậy thì để làm mềm nó thì chúng ta sử dụng thằng nào? CaCO3 không được, thằng này không thể làm mềm được. FeOH3 hai lần càng không, NaOH, MgCl2 không mà phải sử dụng NaOH. NaOH thì có OH trừ vào HCO3 trừ cộng OH trừ tạo thành CO3 2 trừ. CO3 2 trừ đớp nhau với lại hai thằng này để tạo thành kết tủa CaCO3 nhá. Vậy là chắc chắn đáp án đúng là đáp án C. Nhưng các cháu lưu ý này, sử dụng NaOH này là phải làm vừa đủ thôi ạ, chứ dư là kiềm là uống vào người là toang đấy nhá. Kiềm uống vào người là toang đấy. Câu 54. Dung dịch KOH tác dụng với chất nào sau đây tạo ra kết tủa FeOH 3 lần? Dung dịch KOH, đây là dung dịch KOH đây, tác dụng với chất nào tạo ra kết tủa FeOH 3 lần? Thế thì đơn giản thôi đúng không? KOH thì không thể ăn được FeO, FeO không tan trong KOH, không ăn được Fe2O3, không ăn được Fe3O4. Vậy chỉ có KOH em ăn FeCl3. KOH ăn FeCl3 để tạo thành FeOH 3 lần cộng với lại KCl. Vậy đáp án đúng của chúng ta lại là đáp án A nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok. Ok. Câu 55. Chất nào sau đây là chất điện ly yếu? 55. Chất nào sau đây là chất điện ly yếu? Tổng ôn chú Binh dạy cực kỳ kỹ chỗ này nhá. Tổng ôn chú Binh dạy cực kỳ kỹ chỗ này. Chất nào sau đây là chất điện ly yếu? HCl là axit mạnh, chất điện ly mạnh. KNO3 là axit mạnh, chất điện ly mạnh. CH3COH là axit yếu, chất điện ly yếu. NaOH là bazơ mạnh, chất điện ly mạnh. Vậy chất điện ly yếu ở đây của chúng ta nó là đáp án C. CH3COH. Câu 56. Câu 56. Thủy phân triolein có công thức phân tử. Đây, cho mình viết cái phương trình thủy phân cho các cháu nhìn. C17H33COO tất cả 3 lần C3H5. Được chưa? Thủy phân trong dung dịch NaOH thì mình thu được glycerol C3H5OH tất cả 3 lần cộng với C17H33COONa. Vậy đề bài hỏi muối X, công thức của muối X, vậy muối X của chúng ta là C17H33COONa. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu 57. Natri hydroxit còn được gọi là sút ăn da có công thức hóa học là, cái này ở trong chương nhóm 1A đây, đứa nào mà không học nhóm 1A là toang. Vậy công thức hóa học của nó là gì ạ? NaOH. Đáp án đúng đáp án
Chất nào sau đây có liên kết 3 trong phân tử? Vẽ ra là xong luôn các cháu. Rất là dễ. Vẽ ra là xong này. Nào xem nào, chất nào sau đây có liên kết 3 trong phân tử nhá. Metan là CH4 này. Ethylen là CH2 nối đôi CH2 này. Acetylen là CH nối 3 CH này. Benzen là C6H6. Vậy đề bài hỏi này, liên kết 3 cái này lớp 11 không học là toang. Acetylen. Suy. Đáp án đúng đáp án. Suy. Ngon lành cành đào. Câu 59. Chất X có công thức phân tử, tên gọi của chất X là. Ui, xem nào. 1CH này, 1CH3 này, COH. Cháu này tên gọi là gì ạ? Cháu này tên gọi là gì ạ? Cháu này chỉ có một tên gọi duy nhất thôi ạ. Là gì ạ? Không thể là glycine được. Đúng không? Glycine chỉ có hai carbon thôi. Cháu này là gì? Alanin. Ok. Câu 60 các cháu nha. Các cháu nhìn kỹ chúng mình làm câu 60 này. Thành phần chính của vỏ các loài ốc sò hến là C. Là ACL. Đúng không ạ? C. Là ACL. Ủa đứa nào chọn là ACL? Toang. Nhiều đứa bảo em chọn là ACL bởi vì khi em ngậm vỏ ốc, vỏ sò, vỏ hến nó có vị mặn. Nhá, có vị mặn, có vị mặn. Thế là thôi toang đi. Thế là chọn ngay là đáp án C là đáp án NaCl. Toang luôn. Toang luôn. Làm gì có. Chúng ta thừa thông minh để biết rằng là thành phần chính của vỏ các loài ốc, sò, hến không phải là NaCl. Mà là gì ạ? Canxi carbonate nhá. Đáp án đúng là đáp án B. Không tin em vắt chanh và nó sủi bọt. Được chưa? Vắt chanh và thấy sủi bọt. Nhá. Ok, các cháu hiểu không ạ? Chúng ta sang câu tiếp nhá. Câu số 61. Câu số 61. Cho m gam bột kẽm. Cho m gam bột kẽm mà tác dụng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 dư thu được đồng cộng ZnSO4. Vậy chúng ta tìm được số mol của Cu bằng 9,6 chia 64 bằng 0,15 mol. 0,15 mol đồng nhá. 0,15 mol đồng. 0,15 mol. Vậy chúng ta suy ra được số mol của kẽm cũng bằng 0,15 mol. Ok? 0,15 mà nhân với 65 bằng bao nhiêu ạ? 9,75 gram. 9,75 gram. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C, 9,75 nhá. Dễ ẩn ợt. Dễ hơn hút cháo hến cháo hành. Nào, mình tiếp tục nhá. Sang câu tiếp theo là câu số 62. Câu tiếp theo, câu số 62. Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol nhôm. Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol nhôm bằng dung dịch NaOH dư. Bằng dung dịch NaOH dư thu được V lít khí hydro. Đấy, vậy chúng ta thu được Na AlO2 cộng với lại H2. Ok chưa ạ? Thế thì chỗ này phải cộng với nước nữa các cháu nhá, cộng với nước nữa nhá. Thế thì 0,1 mol nhôm này, cân bằng phương trình thì cháu này là 3/2 hydro này. 0,1 thì ra cháu này là 0,1 nhân với lại 1,5 thì bằng 0,15. Ok. 0,15 mol hydro. Vậy đến đây chúng ta sẽ tìm được 0,15 nhân 22,4 bằng 3,36 lít. 3,36 lít. Đáp án đúng đáp án D nhá. Đáp án đúng đáp án D. Câu 63 nào. Câu 63 nào. Cho 2 ml ancol ethylic. Ancol ethylic là C2H5OH vào ống nghiệm đã có sẵn vài viên đá bọt. Thêm từ từ 2 ml, 4 ml dung dịch H2SO4 đặc vào ống nghiệm. Đồng thời lắc đều rồi đun nóng hỗn hợp thì đây là phản ứng tách nước. Được chưa? Tách nước để nó tạo thành gì ạ? Đề bài hỏi là hydrocarbon. Thì thằng này tách nước ở 170 độ C rồi ạ. Được chưa? Để tạo thành C2H4 nhá. Để tạo thành C2H4. Vậy anh này có tên gọi là gì? Anh này có tên gọi là ethylene nhá. Ethylene các cháu ạ. Đáp án đúng là đáp án A. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 64. Cho các phát biểu sau đây. Cho các phát biểu. Từ từ chúng mình bắt lẽ. Phát biểu nào sau đây là sai? Phát biểu nào sau đây là sai?
Lysine không làm đổi màu quỳ tím. Lysine ạ. Lysine của chúng ta có hai nhóm NH2, một nhóm COOH làm quỳ tím chuyển thành màu xanh, thế mà bảo không làm đổi màu. Toà. Toàn luôn. Metinamin là chất khí tan nhiều trong nước. Metinamin CH3 NH2 là chất khí tan nhiều trong nước. Đúng. Chính xác. Protein đơn giản chứa gốc alpha amino acid. Đúng. Phân tử gly la valin có 3 nguyên tử nitơ. Đúng nốt. Vậy ở đây của chúng ta sai là đáp án A. Sai là đáp án A. Câu số 65. Câu số 65. Thủy phân 68,4 gam sắt Roger. 68,4 gam sắt. Chúng ta tìm được số mol sắt bằng 68,4 chia cho 342 bằng 0,2 mol. Số mol sắt bằng 0,2 mol. Ok. Nào, tác với hiệu suất 75%, 0,75%. Thu được m gam glucose, glucose C6H12. O6. Anh này nhỉ, anh xác này thì thủy phân thu được 1 glu cộng 1 frug nhá. Vậy anh này là 0,2 thì anh này là 0,2 thuận nhân hiệu suất nhân 0,75. 0,2 mà nhân 0,75. 0,15 mol. 0,15 mol. Vậy đến đây chúng ta tìm được giá trị là 0,15 nhân 180 thì bằng 27 gram. 27 gram, vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B, bỏ 27 gram. Ok. Câu 66. Câu 66. Cho m gam gly ala. Ui, ở đây có một skill cực kỳ kinh khủng của chú Minh nhá, các cháu nhìn kỹ này. M gam gly này, ala này tác dụng hết với NaOH dư. Đun nóng thì số mol NaOH phản ứng là 0,2. Thế thì chú Minh bảo này, gly với ala vào NaOH thì có phải tạo thành gly bỏ 1 hydro cộng 1 natri không ạ? Ala vào này thì là tạo thành ala bỏ 1 hydro cộng 1 natri không ạ? Số mol này đặt là A mol thì cháu này bảo toàn A là gly là A, bảo toàn ala cháu này cũng là A. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố natri mình có 0,2 thì bằng A cộng A. Vậy suy ra A chúng ta bằng 0,1 đúng không? A bằng 0,1. Tìm được luôn khối lượng nhỉ? A bằng 0,1 tìm được luôn khối lượng luôn. Mình có bằng 0,1 nhân mà có đơn này, gly 75, ala 89 trừ đi một thằng nước trừ đi 18, 14,6 gam. 14,6 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. 14,6 gam. Câu 67. Câu 67. Chất X được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Ở điều kiện thường, X là chất rắn vô định hình. Thủy phân X nhờ xúc tác axit hoặc enzyme thì thu được chất Y của ứng dụng. Ui, nói nhiều quá. X trong cây xanh, vậy chỉ có thể là tinh bột, đừng chọn sen và xác. X chất rắn vô định hình, thủy phân X, thủy phân tinh bột thì thu được gì? Thì thu được glu. Vậy ứng dụng làm thuốc tăng lực trong sinh học chắc chắn là glucose. Vậy đáp án đúng của chúng ta là tinh bột và glucose. Ok, đáp án đúng đáp án này. Rất là cảm ơn các bạn và các em cũng như các cháu đang theo dõi video live stream của chú Minh. Rất là cảm ơn các cháu. Và chú Minh rất là mong muốn các cháu hãy tag tất cả các bạn và các cháu sợ môn hóa vào trong video live stream này để cho các bạn hết sợ môn hóa nhá. Và những bạn nào muốn làm những câu vận dụng cao thì cũng tag hết vào đây. Câu 68. Các cháu comment đáp án nhiệt tình vào nhá. 68. Phát biểu nào sau đây là sai? Cho viên kẽm vào dung dịch HCl thì kẽm bị ăn mòn hóa học. Đúng. Kẽm tác dụng với HCl để tạo thành ZnCl2 cộng với H2. Đúng là ăn mòn hóa học thật. Quặng bôxit là nguyên liệu dùng để sản xuất nhôm. Al2O3 quặng bôxit là quặng bôxit, đây là ngậm n nước, đây là quặng bôxit ạ. Thì đúng là dùng để làm nguyên liệu sản xuất nhôm thật và người ta thường hay là sử dụng anh này là điện phân nóng chảy. Đốt Fe trong khí clo dư thu được FeCl3. Đúng. Tính khử của bạc mạnh hơn tính khử của đồng. Chẳng ai bao giờ bảo bạc mạnh hơn đồng cả. Đúng không ạ? Sai là dư. Ok. 69. 69, 69. Hỗn hợp FeO, Fe2O3 tác dụng với lượng dư dung dịch nào sau đây?
Không thu được muối sắt 2 ạ. Không thu được muối sắt 2 nhá. FeO, Fe2O3 tác dụng H2O3 đang nóng chắc chắn lên hết sắt 3. FeO tác dụng HCl vẫn lên được sắt 2. FeO tác dụng với H4 loãng vẫn thu được sắt 2. FeO tác dụng với NaHS4 vẫn thu được sắt 2. Vậy không thu được là H2O3 đặc nóng. Anh này nó oxy hóa hoàn toàn cho lên bên trên. Ok. Đấy, câu 69. Câu 70 nào. 70. Cho các tơ sau, số tơ tổng hợp là, cho các tơ sau, số tơ tổng hợp. Ui cái này thì rất rất nhiều luôn ạ. Như chúng mình đã nói cho các cháu tổng hợp hay là chúng ta nhớ cho chúng mình là gì ạ? Là gì ạ? Nhân tạo hay là bán tổng hợp là visco với lại acetat. Được chưa? Vậy thằng này là nhân tạo, thằng này là nhân tạo toang toang. Vậy chỉ còn tổng hợp là caprông và olum. Caprông và olum. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. B bỏ. Câu 71. Câu 71. Nào. 71. Nung 6 gam. Nung 6 gam hỗn hợp nhôm và sắt 6 gam ạ. Trong không khí ạ. Thu được 8,4 gam hỗn hợp X gồm các oxit hòa tan X thì cần vừa đủ V milit HCl. Một skill đầu tiên. Một skill đầu tiên. Bây giờ các cháu nhìn nhá, nhìn kỹ nhá. Bảo toàn khối lượng. Chúng mình có này. Khối lượng này, 6 gam này cộng với khối lượng của oxy này thì bằng 8,4 đúng không ạ? Vậy hoàn toàn tới đây chúng mình tìm được khối lượng của oxy. 8,4 trừ 6 bằng 2,4. Tìm được số mol luôn. Chia 32 bằng 0,075 mol O2. 0,075 mol O2. Ok. Vậy thì hoàn toàn này, các cháu lưu ý nhá, tác dụng HCl có nghĩa là oxy trong oxit này ăn 2HCl này để tạo thành H2O. Đúng chưa? Cộng với lại Cl trừ. Các cháu nhìn rõ chưa? Vậy thì hoàn toàn ở đây chúng ta cần tìm oxy trong oxit. Thế thì chúng ta các cháu nhìn nhá, trong U2 này có mấy oxy? Hai oxy đúng không? Hai oxy, vậy là oxy trong oxit là 0,075 nhân 2. 0,15 mol. 0,15 mol. Ok, vậy 0,15 và nhân 2 thì 0,3 nhá. 0,3, vậy đến đây chúng ta tìm được số mol HCl bằng 0,3. 0,3 vậy mình tìm được V bằng 0,3 chia cho 1. 0,3 chia cho 1 thì bằng 0,3. Skill đầu tiên đã xong. Ôi skill này là viết ra cho các cháu hiểu thôi chứ còn thực ra bấm máy tính như thế này các cháu ạ. Nhẩm trong đầu nhá. Nhìn chúng mình bấm này, bấm tay trái nó. 8,4 này, trừ đi này, 6 này, ra khối lượng oxy này, chia 32 này, ra số mol oxy này, nhân 2 oxy trong oxit, nhân 2 nữa ra HCl, chia cho 1 luôn, 0,3 luôn. Đấy, các cháu nhìn thấy cái kiểu bấm máy tính chưa? Nhá, kiểu bấm máy tính đấy, skill tốc độ cao luôn. Ô 72, 72 xem nào. Hỗn hợp X. Hỗn hợp X gồm 2 este có cùng công thức phân tử là C8H8O2 đều chứa vòng benzen. Khó đấy. C8H8O2 mà cho tác dụng hết với đây 0,25 mà cần dùng là NaOH là 0,35 thu được hai muối. Thế các cháu lưu ý này, các cháu lưu ý này, các cháu lưu ý này, các cháu lưu ý này. Chúng ta có này, số mol OH trừ chia cho số mol của X thì bằng 0,35 chia 0,25 bằng bao nhiêu ạ? Bằng bao nhiêu ạ? 0,35 chia 0,25 bằng 1,4. 1,4 nhá, lớn hơn 1, nhỏ hơn 2. Vậy nhìn này, anh este đơn chức thì đáng nhẽ ăn NaOH tỷ lệ mol 1:1. Thế mà lại ăn nhiều hơn, mà đây lại cần tối đa. Vậy điều này chứng tỏ là có este của phenol. Este của phenol và este của ancol. Ok chưa? Ok chưa? Ok chưa? Thế thì vậy ở đây nhá, nom kỹ chúng mình dạy nhá. Đây này, nhìn này, đây anh này là 2, đây anh này là 1, đây anh này là 1,4. Ok. Vậy 2 trừ đi 1,4 thì bằng 0,6. 1 trừ đi 1,4 thì bằng 0,4. 0,4 chia 0,6 thì bằng bao nhiêu ạ? 0,4 chia 0,6 thì bằng, đây,
Các cháu nhìn nhá, 2 phần 3. 2 phần 3, vậy cháu này là 2 phần, thì cháu này là 3 phần. Mà tổng số mol của ST là bằng 0,25. 0,25 này chia làm 5 phần, vậy mỗi phần bằng 0,05. 0,05 nhân 2 thì bằng 0,1. Và cháu này là bằng 0,15. Ok. Thế vậy bây giờ chúng mình tổng hợp ở dưới này nhá. C8H8O2 cộng NaOH thu được hai cháu này. Một cháu là ST của phenol. ST của phenol. Một cháu là ST của ancol. Ok. Được chưa? Cháu này là bằng 0,1, cháu này 0,15. Chắc chắn có cộng với ancol và chắc chắn có cộng với nước. Số mol nước thì bằng số mol ST của phenol 0,1. Số mol ancol thì bằng số mol ST của ancol 0,15. Vậy ở đây chúng mình đi bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng chúng mình có số mol này biết rồi, 0,25, mà nhân với phân tử khối của nó, 12 nhân 8 cộng 8 cộng 32 bằng 136. Số mol NaOH biết rồi, 0,35 nhân 40 thì bằng được bằng ạ. Đây chết sorry, chỗ này là B ra đây ạ. Đây B ra đây, còn chỗ này là muối ạ. Ghi nào cho chuẩn giờ nhỉ, hơi khó chết rồi, ghi nhầm với cháu ạ. Đây nhá, để nó nhìn nhá, đây là C8H8O2 thì nó gồm ST phenol và ST của ancol, cộng với ancol thì chỗ này nó phải tạo thành muối. Chết đây ạ, tạo thành muối cộng ancol. Vậy đây là bằng M muối cộng M ancol cộng với lại M ancol cộng M nước là 0,1 nhân 18. Được chưa? Đề bài hỏi là M muối đúng không? Đề bài hỏi chúng ta giá trị của M. Vậy mình có này, M bằng 0,25 nhân 136. 0,25 nhân 136 cộng 0,35 nhân 40 trừ đi 0,1 nhân 18 bằng 46,2. Được chưa? 46,2 trừ đi M ancol. Vậy mục tiêu bây giờ mình đi tìm xem ancol là ancol nào nữa là xong đúng không các cháu? Mục tiêu giờ chúng ta đi tìm xem ancol là ancol nào. Đây là ST của ancol. Vậy mình sẽ có nha. Đây nhìn kỹ này, để phản ứng này cần tối đa này 0,35 này. M gam hỗn hợp, chú ý ở đây là hai muối thôi ạ. Chú ý ở đây đề bài bảo chúng ta là hai muối thôi ạ. Vậy thì cái thằng ST này của chúng ta sẽ có trường hợp đầu tiên là HCOO đúng không? C6H5CH2. Vậy để thu được hai muối thì cháu cuối là HCOO CH2 C6H5. Ok. Ok không ạ? Ok không ạ? Vậy thì chắc chắn ancol này nó sẽ sinh ra là C6H5CH2OH đúng không cháu? C6H5CH2COOH. Vậy đến đây chúng ta tìm được M của ancol luôn này. M của ancol bằng 0,15 nhân với phân tử khối của cháu này. Phân tử khối cháu này là 12 nhân 6 cộng 5 cộng 14 cộng 17 bằng 108. 108. Vậy hoàn toàn tới đây chúng mình tìm được M bằng 46,2 trừ đi 0,15 nhân 108 bằng bao nhiêu ạ? Bằng bao nhiêu cháu ạ? Bằng bao nhiêu? Bằng 30. Bằng 30 nhá. Bằng 30. Vậy đáp án đúng của chúng ta đây, các cháu nhìn này, bằng 30. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bỏ. Đây là một câu vận dụng nhá. Cháu nào mà học trong các khóa live VIP cũng như là luyện đề của chúng mình thì thấy gặp câu này gặp đi gặp lại cực kỳ nhiều trong đề của chúng mình. Cực kỳ nhiều luôn. Thế là chúng nó bảo là toàn đi thi toàn trúng tủ là vậy. Câu 73. Cho các phát biểu sau, câu này khá là cứng đây. Vừa được 8 điểm rồi. 73 này. Hỗn hợp gồm natri này, Al2O3 này, tỷ lệ mol tương ứng là 2:3 này, tan hết trong nước dư. Chúng ta xem nhá. Natri này. Natri là 2 mol. Tan trong nước thì tạo thành NaOH là 2 mol. Tác dụng với lại Al2O3 là 3 mol. Thì không thể tan hết được bởi vì nó tạo thành Na. AlO2, cháu nhìn nhá, natri đây có 2, nhôm đây có tận 6 cơ. Vậy chỉ tan được 2 thôi, vậy Al2O3 không tan. Toàn. Đun nóng CaHCO3 2 lần thì tạo thành CaCO3 cộng CO2 cộng nước bay lên, xuất hiện kết tủa. Đúng.
Phèn chua được sử dụng làm trong nước đục. Đúng. Kim loại đồng oxy hóa được sắt 3 cộng trong dung dịch. Đúng. Đồng cộng với lại sắt 3 cộng để tạo thành đồng 2 cộng cộng với sắt 2 cộng. Có xảy ra phản ứng. Nhưng đứa nào tô cái này đúng là toang. Đồng khử. Bởi vì đồng thể hiện tính khử. Nhá, chứ phải oxy hóa. Sai ạ. À. Miếng gang để trong không khí ẩm có xảy ra mòn điện hóa. Gang là gồm có sắt, có carbon, hai điện cực khác nhau và mặt bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly có ăn mòn điện hóa. Vậy với câu 73 chúng ta có B, C, E nhận định đúng. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ba nhận định đúng. Ok. Dễ ợt đúng không? Câu 74. Câu 74. Dẫn 0,04 mol hỗn hợp gồm hơi nước và khí CO2 đi qua carbon nung nóng đỏ. Dẫn 0,04 mol hỗn hợp gồm hơi nước và CO2 đi qua carbon nung nóng đỏ. Thu được 0,07 mol hỗn hợp gồm CO này, H2 này, CO2 này. Được chưa? Cho y đi qua ống sứ đựng 20 gram hỗn hợp gồm Fe2O3 và CuO. Được chưa? Dư đun nóng sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m. À, vậy là câu này giải rất là đơn giản thôi. Đơn giản thế nào ạ? Bây giờ mình cần tìm được số mol CuO là sao? Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ quay lại là chúng ta đi tìm của số mol CO là xong. Miễn tìm được số mol CO là xong. Nhá. Thế thì chúng ta nhìn nhá. Có phải này, có phải các cháu nhìn kỹ này. Các cháu nhìn kỹ nhá. Nước thì biến thành H2. Nước biến thành H2 không? Được chưa? CO2 oxy đấy. CO2 thì nó chui trong hàng này. Thế bây giờ chúng mình viết phương trình cho các cháu nhìn nhá. Các cháu viết phương trình các cháu mới nhìn được. H2O này cộng carbon này thì có phải tạo thành là H2 cộng CO không? Anh này là khí, anh này là khí, anh này là khí. Một khí tạo thành hai khí, anh này là rắn. Nhìn kỹ nhá. CO2 cộng carbon thì có phải tạo thành CO. Anh này là khí, anh này là khí, anh này là rắn. Vậy chung quy tổng quát bọn này là một khí thì tạo thành hai khí. Đúng chưa? Một khí thì tạo thành hai khí. Đúng chưa? Vậy chúng ta suy ra được gì ạ? Chúng ta suy ra được là số mol gì? Số mol CO2 phản ứng đây, đúng không? Cũng sorry, số mol CO2 phản ứng cộng với lại H2O phản ứng skill đấy nhá, có phải chính bằng số mol CO sinh ra không? Đúng chưa? Số mol CO2 phản ứng đây, CO2 phản ứng này, với nước phản ứng này, có phải chính bằng số mol gì ạ? Số mol mà hỗn hợp tăng lên. Hỗn hợp tăng lên một khí mà. Đúng chưa? Vậy thì hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ có số mol CO2 và số mol nước phản ứng. Thế bây giờ số mol nước và số mol CO2 phản ứng có phải bằng số mol carbon phản ứng không ạ? Đúng không ạ? Vậy chúng ta có là số mol carbon phản ứng thì bằng số mol khí tăng lên là 0,07 chứ 0,04. Có phải bằng 0,03 không? Các cháu thấy chưa? Bằng 0,03 thấy chưa? Ok. Vậy anh này bằng 0,03 mol. Ngon lành cành đào luôn. Ngon lành cành đào luôn. Vậy này, bây giờ các cháu nhìn kỹ nhá. Bây giờ chúng mình bảo toàn carbon. Bảo toàn electron. Bảo toàn electron nhìn kỹ này. Bây giờ chúng ta có là carbon này từ carbon 0. Đúng chưa? Carbon này là từ carbon 0 biến thành carbon dương 4. Đây. Vậy là nhường đi 4 e. Vậy là 4 lần số mol carbon thì bằng CO. Đây, carbon từ carbon dương 4 về carbon dương 2 giảm đi 2, 2 lần số mol CO. Được chưa? Cộng với hiđro này. Sorry, carbon 0 lên carbon dương 4 đúng không? À, hiđro này, H này là H dương 1. Được chưa? Về H0
1 trừ 0 là 1 nhân 2 bằng 2. 2 lần số mol H2. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được 4 lần số mol. Vậy anh này là bằng 4 nhân với lại 0,03. Thì có phải là bằng 2 lần số mol CO cộng với lại số mol hydro không ạ? Vậy suy ra chúng ta tìm được số mol CO cộng với lại hydro thì bằng 0,06. Đúng chưa? 0,06 thì có phải chính bằng là số mol oxy trong oxit này bị lấy đi không ạ? Chính bằng số mol oxy trong oxit bị lấy đi. Thế vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được chất rắn. Khối lượng của chất rắn này có phải bằng khối lượng ban đầu là 20 trừ đi khối lượng của oxy trong oxit bị lấy đi là 0,06 nhân 16. 0,06 nhân 16 bằng 20 trừ 0,06 nhân 16. 20 trừ 0,06 nhân 16 bằng 19,04. 19,04 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án. Đáp án gì ạ? Đáp án A các cháu nhé. Đáp án đúng chúng ta đáp án A. Ok. Đáp án A. Ok, thank you các cháu ạ. Chúng ta sang câu tiếp nhá. Câu số 75. Câu tiếp theo. Câu số 75. Nào xem nào. Câu tiếp theo. Câu số 75. Câu 75 thì giải thế nào nhỉ? Câu 75 thì giải thế nào? Thủy phân hoàn toàn triglycerid X. Thủy phân hoàn toàn triglycerid X trong dung dịch NaOH thu được glycerol. Thu được glycerol. Đây, triglycerid X CXHIO6 thủy phân trong NaOH thì thu được glycerol C3H8O3 natri stearat C17H35COONa natri oleat C17H33COONa. Được chưa? Đốt cháy hoàn toàn M gam X thì cần vừa đủ. Đốt cháy hoàn toàn M gam X thì cần vừa đủ 3,22 mol oxy thu được nước và CO2. Chúng ta tìm được số mol CO2 bằng 2,28 mol. Ô ngon. Chúng ta tìm được số mol của CO2 bằng 2,28 mol các cháu nhé. Cực kỳ ngon lành cành đào. Mấy đứa còn ứ biết tại sao chúng mình bảo ngon. Đấy, các cháu nhìn đây này. Nhìn kỹ này. Do cả thằng natri stearat và natri oleat đều có 17 carbon. Các cháu nhìn thấy không? Hai thằng này đều có 17 carbon. Vậy thì suy ra là nếu mà hai anh này hoặc là hai anh này thì đều là 17. Đúng không ạ? Vậy thì hoàn toàn chúng ta suy ra được số nguyên tử carbon là, số nguyên tử carbon là, nhìn kỹ nhá, 17 nhân 2, 17 này cộng 1. Cộng 1 nhé, phải có 1 carbon trong này này. Bằng này, nhân 3 lên cộng 3. Được chưa? 57. Vậy anh này phải là C57. C57 HIO6. Hoàn toàn tới đây chúng mình sẽ tìm ra được số mol của thằng chất béo 2,28 chia 57 bảo toàn carbon. 2,28 chia 57. Nhìn kỹ skill nha. Nhìn này, hai nguyên tử carbon đều là 17. Thế có phải là hoặc là hai thằng này, một thằng này, hoặc là một thằng này, hai thằng này, thì bởi vì nó đều là 17 nên mình bảo toàn carbon được. 17 cộng 1 cộng 17 cộng 1 chắc chắn một thằng nữa là 17 cộng 1 nữa, cộng 3 ra được 57. Ok. 2,28 chia 57. 2,28 chia 57 bằng 0,04 mol. 0,04 mol. Ok. Vậy hoàn toàn ở đây bây giờ chúng mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy, tìm được số mol nước. Nhá. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy nhá, nhìn kỹ nhá. 0,04 nhân 6. 3,22 nhân 2. Trừ đi 2,28 nhân 2. 2,12. Số mol nước bằng 2,12. Tới đây chúng mình bảo toàn được khối lượng A, không cần. Để bài hỏi là tác dụng được tối đa với bao nhiêu mol brom thôi. Vậy ở đây các cháu chú ý này, một skill kinh điển nữa. Chúng ta luôn luôn có
NCO2 trừ N nước chia N cháy thì luôn bằng K trừ 1. Vậy ở đây mình có này, NCO2 bằng 2,28, N nước bằng 2,12, chia N cháy là 0,04 thì bằng 2,28 trừ 2,12 chia 0,04 bằng 4, bằng K trừ 1. Suy ra K bằng 5. K bằng 5 thì các cháu lưu ý này, trong anh này có 3 nối đôi COO, vậy là chỉ còn 2 nối đôi CC. Vậy suy ra một anh X ăn mất hai anh brom. Số mol X 0,04. Suy ra số mol brom 0,08. Nhá. 0,08. Đáp án đúng đáp án B bò. B bò luôn. Câu tiếp theo, câu số 76. Câu tiếp theo, câu số 76. Cho các phát biểu sau đây: mỡ lợn hoặc dầu dừa được dùng làm nguyên liệu để điều chế đà xà phòng. Chính xác. Nước ép quả nho chín được sử dụng làm phản ứng tráng bạc. Chính xác. Tơ tằm kém bền trong môi trường axit và môi trường kiềm. Đúng, bởi vì nó có liên kết NHCO. Cao su lưu hóa có tính đàn hồi lâu mòn, khó tan hơn trong cao su thiên nhiên. Chính xác. Dung dịch anilin làm quỳ tím chuyển thành màu xanh. Sai. Anilin ở đây ạ, C6H5NH2. Nó phải làm quỳ tím làm sao ạ? Không đổi màu ạ. 1, 2, 3, 4. Nhận định đúng. B. 4 nhận định đúng. Câu số 77. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau. Cho hai bình cầu, mỗi bình 10 ml etin format. Hai bình cầu. Bình 1. Bình 2. Mình có cái bình đây. Bình 1 này. Bình 2 này. Mỗi bình 10 ml etin format. Etin format là gì ạ? Etin format là HCOO C2H5. Thêm 10 ml dung dịch H2O4 vào bình thứ nhất. Thêm H2O4 vào bình thứ nhất. H2SO4 vào bình thứ nhất. Thêm NaOH vào bình thứ hai. Thêm NaOH vào bình thứ hai. Lắc đều hai bình. Lắp ống sinh hàn đun sôi nhẹ trong khoảng 5 phút sau để nguội. Rồi, và bên này là gì? Thủy phân trong axit. Thủy phân trong môi trường axit. Thằng này là thủy phân trong môi trường kiềm. Được chưa? Kết thúc bước 2, chất lỏng trong hai bình đều phân thành hai lớp. Đây, bước 2 đây, 10 lít H2O4 vào bình thứ nhất. Đúng thật, hai lớp thật, thằng này không tan trong axit. NaOH thì cũng không tan. Đúng chưa? Vậy kết thúc bước 2, chất lỏng cho hai bình đều phân thành hai lớp là đúng. Ở bước 3, thay việc đun sôi nhẹ bằng đun cách thủy ngâm trong nước nóng. Được. Đều cùng cung cấp nhiệt độ và không quá nóng. Lắc đều cả hai bình, lắp ống sinh hàn. Ở bước 3, trong bình thứ hai xảy ra phản ứng xà phòng hóa. Đúng rồi, thủy phân trong môi trường kiềm, bình số 2 xà phòng hóa. Đúng. Sau bước 3, trong hai bình đều chứa chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Xem nào, thủy phân trong môi trường axit này thì cháu này thu được thành là HCOOH tráng bạc thật. Thủy phân trong môi trường kiềm thì cũng thu được HCOONa, đúng là tráng bạc được thật. Vậy D là cả hai chất đều có khả năng phản ứng tráng bạc. Đúng, chính xác luôn. Vậy ở đây mình sẽ có tất cả nhận định đều đúng. 1, 2, 3, 4. 4 nhận định đều đúng. Đáp án đúng đáp án B. Bỏ. Cả 4 nhận định đều đúng. Câu 78. Thủy phân hoàn toàn hợp chất hữu cơ C9H16O4. C9H16O4. Lưu ý chứa hai chức este. Chứa hai chức este. Hai chức este. Tác dụng bằng dung dịch NaOH thu được sản phẩm gồm ancoli. Anconic và hai chất hữu cơ. Hai chất hữu cơ là chất Y và chất Z. Được chưa? Hai chất hữu cơ là chất Y, chất Z. Biết Y chứa 3 nguyên tử carbon. Y chứa 3 carbon. MI lớn hơn MX, nhỏ hơn MZ.
Được chưa? Z tác dụng với dung dịch H4 loãng. Đây, Z đây. Z tác dụng với HCl loãng dư thì thu được T là C3H6O3. Ui, thế ngay tức mình suy ra được Z3 carbon. Các cháu nhìn này, tổng có 9 carbon mà cháu này có 3 carbon, cháu này có 3 carbon. Vậy suy ra cháu X cũng có 3 carbon. Cháu X có 3 carbon. Ok, vậy là ở đây chúng ta đã nhìn được là cháu X có 3 carbon nhá. Thế bây giờ chúng ta quay trở lại, thằng Z tác dụng HCl dư và thu được C3H6O3. Đúng chưa? Được chưa? Đây là chất hữu cơ nhá, chất hữu cơ. Đây, chất hữu cơ. Vậy thì thằng T này của chúng ta chỉ có thể là đây, anh T này. Anh T này của chúng ta chỉ có thể là có chức COOH. Được chưa? C2H4OH đủ là C3H6O3. Nhìn rõ chưa? Vậy nếu T chúng ta là như thế này thì thằng Z của chúng ta nó phải là gì ạ? Thằng Z chúng ta phải là C2H4COONAOH. Được chưa? Các cháu nhìn rõ chưa? Nhá. Thế thì vậy thì hoàn toàn đề bài bảo này, đề bài bảo chúng ta này, cho T tác dụng với natri dư thu được hiđro, nhìn nhá. Thằng này này, OH một nhóm CH một nhóm OH mà tác dụng với natri dư thì đúng là thu được một thằng H2 thật. Đúng chưa? Đúng là thu được một thằng H2 thật. Vậy là A, nhận định A là đúng. Tiếp tục này. Bây giờ mình phải xem là E của mình là có thể là thằng nào nhá. E của mình là có thể thằng nào? Đây là hai chiếc este. Được chưa? Mà đây là thằng Z rồi. Vậy thì hoàn toàn thằng E của chúng ta này, nhìn kỹ này, hai hợp chất hữu cơ mà cháu này đầu tiên là thằng ancol X có 3 carbon. Ancol X của chúng ta có 3 carbon. 3 carbon vậy thì mà lại chỉ có hai chiếc este thôi. Vậy chúng ta nghĩ ngay đến thằng ancol, đây là C3H7OH. Được chưa? Vậy hoàn toàn chúng mình sẽ suy ra được là công thức của thằng hợp chất hữu cơ E là gồm những thằng như sau này. Đâu nhỉ? C2H4 HCOO. Đây, nhìn kỹ các cháu nha. C3H7OOC. C2H4OOC. Nhìn kỹ này. 9 carbon này, bỏ đi 3 này, bỏ đi 3 vậy cháu này 3 1C rồi. Đúng không? 1C nữa là C2 C2H5. Ghi này hơi 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 ngược. Hơi ngược, các cháu hơi khó nhìn đúng không? Đấy. Đấy, thế thì bây giờ tiếp tục nhá, đây là một anh ạ. Một anh thì riêng cái anh này này. Bây giờ chúng mình vẽ đường phân cho các cháu nhìn nhá. Chúng mình vẽ đường phân cho các cháu nhìn. Trong anh này còn có OH nữa cơ. Thì bây giờ chúng mình phải vẽ ra các cháu mới nhìn được là nó có bao nhiêu đồng phân chứ không là toa. Nhìn kỹ nhá. C3H7 này, 1 2 3 này, OOC này, C này, C này, OH này, OOC này, C này, C đây một cháu. Đây cháu số 1. Được chưa? Nhìn rõ chưa? Nhìn rõ chưa? Cháu số 2 này. Cháu số 2 này. Nhìn kỹ cháu số 2 nhá. C này, C này, C này. OOC này, C này, OH này, C này, OOC này, C này, C này. Đây cháu số 2. Được chưa? Thế giờ chúng mình đảo đầu thằng này sang đầu này, đảo đầu thằng này sang đầu này. Đảo đầu thằng số 1 sang đây, được cháu số 3. Nhìn kỹ nhá. C C C O O C COH COO C C C. Đây cháu số 3. Cháu số 4. Đảo ngược đầu thằng số 2. Nhìn nhá. C C C O O C gạch C gạch OH gạch COO, đảo ngược lại. C gạch C gạch C. Nhìn rõ chưa các cháu? Vậy tổng cộng là chúng ta có mấy ạ? Có 4 ạ. 4 công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của E, đúng. Ancol X là propan 1,2 dion, sai. Khối lượng của Z, Z đây, bấm máy tính được. 17 cộng với 24 cộng 4 cộng 67 bằng 112. 96, toang nốt.
Vậy ở đây chúng ta có mấy phát biểu đúng ạ? 1, 2, 2 phát biểu đúng. Đáp án đúng là đáp án C nhá. Chúng ta chỉ có mấy thôi ạ? Chúng ta chỉ có 2 phát biểu đúng thôi ạ. Ok. Skill cực đậm dành cho câu 79. 79 nhìn kỹ nha. Hỗn hợp E gồm này 7,34 g. Hỗn hợp E gồm 2 ST mạch hở X, Y đều tạo bởi axit carboxylic và ancol. MX nhỏ hơn MY, nhỏ hơn 150. Tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Thu được ancol Z. Thu được ancol Z. Ancol Z và 6,74 g hỗn hợp muối T. Hỗn hợp muối T cho toàn bộ Z tác dụng với natri dư thì thu được hiro. Chúng ta tìm được số mol hiro bằng 1,12 chia 2,4, 0,05 mol. Vậy ngay lập tức ở đây chúng mình suy ra được là số mol nhóm OH trong ancol sẽ bằng 2 lần số mol H2 bằng 0,1. Được chưa? Bằng 0,1 nhá. Đấy là số mol OH trong ancol. Được chưa? Vậy thì hoàn toàn ở đây chúng ta cũng đi bảo toàn được luôn. Chúng ta cũng đi bảo toàn được luôn là chúng ta được suy được luôn là số mol natri. Số mol natri trong NaOH. Được chưa? Số mol natri trong NaOH bỏ nhá. Số mol natri trong NaOH là 0,05 nhân 2 thì bằng 0,1. Bởi vì làm sao ạ? Ở đây đều cho là đều tạo bởi axit carboxylic và ancol, xong lại tác dụng vừa đủ mà thu được hỗn hợp muối gồm 2 este, thu được 2 muối và thu được ancol Z thì có phải là số mol của natri thì luôn luôn là chính bằng là số 2 lần số mol H2 không? Vậy ở đây là bằng 0,1. Ok? Nhá. Thế thì tiếp tục này, ở đây này, các cháu lưu ý này, mình tìm được natri rồi. Vậy hoàn toàn ở đây, bây giờ chúng mình đi bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng. Chúng mình có 7,34 cộng với 0,1 nhân với lại 40 thì bằng m của ancol cộng với m muối là 6,74. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được m ancol bằng 7,34 cộng với 4 trừ đi 6,74 bằng 4,6. Yêu ơi, m ancol bằng 4,6. Theo các cháu ạ, à, m ancol bằng 4,6. Thế m ancol bằng 4,6 thì các cháu có biết là suy ra là thằng nào không ạ? À? Eo nhìn 4,6 mà không suy ra được thì thôi bỏ đi nhé. Thằng nào ạ? À? C2H5OH nhá. Ok. Với số mol là 0,1 là nó thỏa mãn. Đúng không? Bởi vì là số mol OH trong ancol là 0,1 mà. Đấy, thì thỏa mãn là 0,1 OH trong ancol. Xong một cháu này. Xử lý tiếp là ở đây chúng ta có này, khi đốt cháy muối T, đốt cháy muối T trong oxy thì thu được hỗn hợp gồm nước Na2CO3CO2. Chúng ta tìm được số mol CO2 bằng 0,05. Natri ở trong NaOH chui tọt hết vào trong muối và chui tọt hết vào trong này. Vậy 0,1 chia cho 2 bằng 0,05. Ok. Mình tìm được số mol Na2CO3 luôn, 0,05. Đến đây chúng mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. Được không ạ? Ancol này chúng mình biết rồi, C2H5OH chúng mình biết rồi. Đúng không? Thì có phải chúng mình sẽ có bảo toàn carbon. Chúng mình sẽ được là bảo toàn carbon chúng mình sẽ được là số mol carbon. Số mol carbon ở bên trong, số mol carbon ở bên trong hỗn hợp T có phải chính bằng số mol carbon trong CO2 cộng số mol carbon trong Na2CO3 không ạ? 0,05 cộng 0,05 bằng 0,1. Vậy carbon trong T là 0,1 mol. Được chưa? Thì các cháu nhìn kỹ này. Các cháu nhìn kỹ, cái chỗ này phải nhìn cực kỳ kỹ mới ra được. Ta thấy này, số mol carbon trong T lại bằng số mol natri 0,1.
Vậy suy ra hỗn hợp T chắc chắn là có COONa. Chỉ có COONa tỷ lệ 1:1 thôi. Mà đây lại là hỗn hợp muối. Nên chắc chắn một thằng là HCONa và một thằng là COONa tất cả hai lần. Được ạ, nhìn kỹ chỗ này nhá, bằng nhau. Nên chắc chắn là nó đều là COONa. Tỷ lệ 1:1 mà. Mà lại hai muối thì chỉ có thể một muối là COONa hai lần và một muối là HCONa. Chúng mình đặt thằng này là X, đặt thằng này là Y. Chúng mình đặt thằng này là X, đặt thằng này là Y. Thế bây giờ chúng mình đi bảo toàn natri hệ phương trình. Bảo toàn natri X cộng 2Y bằng 0,1. Phương trình thứ hai bảo toàn khối lượng 68X cộng 67 nhân 2 134Y bằng 6,74. Từ đây chúng ta tìm được 1 bằng 2 bằng 0,1 bằng 68 bằng 134 bằng 6,74 bằng 0,04. X bằng 0,04. Y bằng 0,03 nhá. X bằng 0,04. Y bằng 0,03. Thế bây giờ đề bài hỏi là phần trăm khối lượng của X trong E và phần trăm khối lượng của Y trong E. Thế thì vậy thì ngay lập tức ta tìm được thằng X của chúng ta là HCOO HCOO C2H5 với số mol 0,04. Tìm được luôn phần trăm luôn. 0,04 nhân mà ngoặc đơn 1 cộng 44 cộng 29 bằng chia cho 7,34 nhân 100 40,326. 40,326 hay gần bằng 40,33%. Đáp án đúng đáp án B bỏ. Thấy chưa nha? Đáp án đúng đáp án B bỏ. Thấy chưa? Skill đấy. Tinh ý vào. Câu 80. Chất X C6H16 O4N2 muối amoni của axit carboxylic. Muối amoni của axit carboxylic và C6H15O3N3 mạch hở là muối amoni của dipeptide. Được chưa? Cho 89 cho 8,91 gam. Tác dụng hết với lượng dư NaOH. Thu được sản phẩm hữu cơ gồm 0,05 mol 2 amino. Nghe này, đều có hai nguyên tử carbon trong phân tử và không là đồng phân của nhau. Hai nguyên tử carbon trong phân tử mà không là đồng phân, vậy chắc chắn một thằng amin đơn chức CH5 NH2. Thằng còn lại cũng có hai carbon mà không phải đồng phân, vậy chắc chắn là có hai nhóm NH2 C2H4 NH2 hai lần. Chắc chắn luôn. M gam muối, giá trị gần nhất của M. Muối. Yêu cầu tìm muối. Vậy là bắt buộc với những cái bài muối amoni thì chúng ta phải đi tìm được là cái cấu trúc của bọn này là như thế nào. Đúng chưa? Thế bây giờ chúng ta lần nhá. Bây giờ chúng ta cùng lần này. Đầu tiên này là bởi vì mình có này, anh này là muối amoni của dipeptide. Được chưa? Thế thì dipeptide vậy là ở giữa nó đã có là một nhóm NH2 rồi. Ở giữa liên kết NHCO đã có một nhóm NH2 rồi. Đúng chưa? Thế vậy thì đây là N3. Các cháu nhìn rõ không ạ? Đây là N3. Thế thì vậy thì chắc chắn là cháu này dipeptide NHCO này. Xong lại NHCO nữa, thêm vào thằng này có hai carbon, vậy là phải bỏ đi hai carbon. Đúng không? Muối amoni này, bọn này đều có hai carbon này. Thì đây là 6 chữ 2 4, 4 chữ 2 bằng 2. 2 thì chỉ có thể là gly thôi. Đúng chưa? Gly. Gly. Được chưa? Một NHCO này. Đúng chưa? Vậy chỗ này nối NH3 C2H5 là đủ 3. Là đủ 3. Bởi vì ở đây nhá, đầu này có NH2 là 1 này. NHCO là 2 này. Nói 3 là 3, đủ 3. Ok.
Vậy đây là thằng. Vậy đây là thằng chất y. Vậy suy ra thằng chất x là nó phải nối với anh còn lại. Được chưa ạ? Vậy thằng chất x mà nối với anh còn lại, thế vậy là nó sẽ có là 6 trừ đi 2 thì còn 4 carbon thôi. Các cháu nhá. Còn 4 carbon nhưng có hai nhóm CN NH2 nên chắc chắn nó phải có hai nhóm COO. Các cháu nhìn này. COO này. H3N này, đầu này là COO này, H3N này. Cắm vào đây là C2H4 đúng không? Mà tổng nó là 6. 6 trừ đi 4 rồi. Vậy là chỉ còn 2. 2 chia 2 thì còn 1. Vậy cháu này phải là CH2. Sorry. À, cháu này phải là cháu này phải là cháu CH3. CH3. CH3 thì mới chuẩn. Đây là muối amoni của axit carboxylic. Ok. Đến đây chúng mình đặt cháu này là xmol, cháu này là imol. Thì đầu tiên chúng mình sẽ có đi bảo toàn số mol amin. Thằng này sinh ra một amin này. Thằng này cũng sinh ra một amin này. Vậy chúng mình có x cộng y bằng 0,05. Phương trình thứ nhất. Phương trình thứ hai là bảo toàn khối lượng đúng không? Đây khối lượng đây này. Bảo toàn khối lượng x nhân với phân tử phóng này. 12 nhân 6 cộng 16 cộng 16 nhân 4 cộng 28 bằng 180. Y 12 nhân 6 cộng 15 cộng 16 nhân 3 cộng 14 nhân 3 bằng 177. Thì bằng 8,91. Đến đây chúng ta bấm máy tính giải. 1 bằng 1 bằng 0,05 bằng 180 bằng 177 bằng 8,91 bằng x bằng 0,02. Y bằng 0,03. X bằng 0,02, y bằng 0,03. Thế vậy bây giờ chúng ta suy được hỗn hợp muối nhá. Hỗn hợp muối chúng ta này. Anh này ra muối là CH3COONa, chú ý là hai nhóm này nên phải 0,02 nhân 2 bằng 0,04. Thằng này thì ra được muối là gì ạ? GlyNa bỏ 1 hydro cộng 1 natri. Đúng chưa ạ? Bỏ 1 hydro cộng 1 natri, 2 Gly. Vậy là 0,03 nhân 2 là bằng 0,06. Đúng chưa? Vậy khối lượng muối chúng ta đây. Vậy hoàn toàn chúng ta bấm được khối lượng. 0,04 nhân 82 cộng với Gly trừ 1 hydro cộng 1 natri là 0,06 nhân 75 trừ 1 cộng 23 bằng 9,1. 9,1 các cháu ạ. 9,1 thì gần nhất với giá trị nào? Gần nhất với giá trị 9. Ok. Các cháu đã hiểu rõ cái bài này chưa? Cái bài này thực ra bài muối amoni rất là dễ thôi. Không có gì là quá khó khăn cả. Chúng ta chỉ có làm nhiều những phần muối amoni và học theo đúng cái phương pháp chúng mình và tư duy logic của chúng mình là sẽ hoàn toàn làm được cái phần muối amoni siêu khó, siêu khủng này.